Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Stone Block Trong tập trước thì mình đã có chỗ để có thể nuôi các bé tầm Và ta sẽ kiếm được những cái cục kẹo dẻo từ đó Và sao có một cục kẹo dẻo nằm trên đó vậy? À nó lọt ra bên ngoài chút xíu Mấy bé này nè Quậy chứ gì nữa Như vậy Ta nên tìm cách đẩy mấy bé này đi vô à, Để cho những cục kẹo dẻo nó sẽ chạy xuống đây luôn Nó không phải nằm ở chỗ khác nữa nếu mà mình lắp lại luôn á, thì sau này mình rất là khó để mình có thể vô trong này cho ăn này nọ Chúng ta chỉ cần nhân số lượng một lần thôi ha Chắc phải vậy mới được á Nơi này đi vô thì dễ Mà đi ra thì nó sẽ khó Tại vì đi ra nó không kỹ á Là mấy cái con này nó cũng chạy ra theo luôn Mà nó đang tìm cách nó chạy ra nè Mở này lên một cái Chúng ta sẽ bỏ đồ vô rộng. Mình có like ra thêm á nó ra được uh, thêm ba con tầm nhỏ nữa xong nó lớn lên thành tầm lớn. và phải kéo tụi nó vô ha, đẩy vô. Ở bên đây á có thể là phải xài miếng kiến luôn á để cho mấy em này không có đi ra đi vô gì được hết. Mình đang chỉnh sửa khu vực này lại một chút. Tại vì mấy em này cứ bò bò vô hoài. <laughs> Khó chịu ghê luôn á. Bò không có đúng chỗ gì hết trơn à. Rồi giờ để lên đây chúng ta gắn hết vô tháo dây ra lấy lại đẩy tụi nó ra gắn cái tấm thảm lên đẩy tụi nó ra trước mới gắn tấm thảm lên được nha vậy là ổn rồi đó giờ giờ tụi nó qua một bên là xong xuôi tình hình này mới được coi là ổn nè ở trong này vui vẻ nha mấy đứa tôi đi ra đó mở cửa đi ra đóng cửa liền hãy nhanh tay không nhanh tay là tụi nó thoát ra được á giờ phần này á thì ta sẽ ấp kiến mình ấp kiến ở mặt trong luôn cho nó đẹp ấp kiến xuống ít kiến rồi để đi lấy thêm miếng kiến mà nhớ cho nấu nhiều kiến lắm mà sao chỉ có mấy cái vậy vậy là phải cho nấu thêm kiến rồi lát nữa mình sẽ làm thêm kiến mình nấu rồi bên đó là cho mấy em đó vô mình vẫn có thể mở thùng lấy đồ được không sao hết cái đó mới là cái quan trọng Và nó còn thêm ở ngoài đây trang trí cho nó đều luôn Lấy em này vô, lấy em này vô Gắn vô Rồi gắn lên Đó vậy là ok rồi nè Chỗ đó thì chắc chắn mình sẽ ốp lại nha Chứ không có để như vậy đâu, nhìn kỳ lắm Ta sẽ có được kẹo dẻo ở ngay tại đây Rồi mình đang đào cái khu vực này ra Mình sẽ nuôi các bé gà ở bên này luôn chúng ta sẽ lấy trứng gà rồi lấy thịt gà này nọ trong đây hết Giờ để đi qua chuẩn bị một vài món cần thiết Với lại nhớ lấy mấy cục này luôn mình đã dọn hết những cái cây ở đây ra để chúng ta sẽ có một cái góc nhìn thật là rõ ràng về những cái hopper bonsai ở đây thì trong những tập trước mình có nói là những cái cây này nó không có còn sản xuất gỗ cho mình nữa thì có mấy bạn nói á là do mình gắn cái hopper không đúng chỉ xuống đất thì lấy gì mà nó chạy vô trong cái thùng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ha cái đầu hopper nó đang chỉ ở trong cái thùng và mở lên trong thùng có thể không có nhưng trong cái hopper là phải có không có luôn không có thì làm sao mà nó có được nó phải có độ trong hopper nó mới chạy qua đây chứ nó đâu có chạy nữa đâu giờ mình sẽ có một cái thử nghiệm nho nhỏ ở đây đập cái này ra tháo cái này ra luôn đem đi chỗ khác để ủa cái cây kia đâu rồi đây nè chạy rồi đó nó rớt đồ vô bên đây nó chạy rồi nè chứng tỏ hopper vẫn chạy chứ phải là không chạy đâu vẫn chạy bình thường bây giờ mình sẽ đem nó qua một cái khu vực khác ta những cái chỗ đó ra ta sẽ để ở đây chĩa cái này vô đó thấy cái ống không đút vô đây rồi nè đút vô chổng rồi nha rồi giờ gắn lên con sai pot nè thêm cục đất nè thêm luôn cả một cái chòi non nó có hoạt động không Giờ coi thử Giờ chưa biết Cứ để nó chạy đi Thì nãy giờ mình cũng có lấy thêm được những cái cục đất sét Chúng ta sẽ làm từ cát chuyển thành đất sét xong đem đi nghiền Để ta kiếm được redstone Bây giờ đập những cái này ra luôn Rồi chạy qua bên đây Mình sẽ cần phải làm một cây cung Công thức của cây cung Tháo này xuống Rồi bấm liền một cái dispenser Công thức còn thiếu đá cội và reston. đá cội thì bao la, sao mà thiếu được? sẽ làm được một cái, tại vì có một cây cung thôi. Mình đang cầm trên tay một cái khối nether quartz gravel, nghĩa là không phải là cái quặng khoáng sản của cục thịt anh nha, không phải nha. Cục này á, là làm từ cái này nè. Chúng ta có thể bấm xuống một cái. Vậy thì món này làm sao để lấy được cái phần thịt anh bên trong ra? nấu lên hay là bỏ vô trong cái lò nấu bên kia chờ đập cái này ra một cái trước đập ra thì nó rớt ở đây được mấy cục bốn cục để làm lại được một khói khối rồi nếu mà bỏ nấu lên giờ bỏ nấu lên thử gỗ ở phía trên này hồi nãy mình quăng lên trển hết rồi bỏ lên ta bỏ gỗ vô nấu ủa gì vậy bỏ lộn chỗ hèn gì thấy nó kỳ kỳ nấu lên ta sẽ được cái gì chút xíu mình nghĩ là ta sẽ được uh, một cục thạch anh nghi lắm chính xác luôn ủa vậy nấu lên thôi hả vậy nếu mà bỏ vô bên đây thì sao đúng không bỏ vô cái lò nấu này thì sao bấm vô không bấm được không hề bấm được luôn rồi hiểu luôn không bấm được nghĩa là không cho vô đây được giờ để mở này coi một cái vẫn chưa thấy gì hết vẫn chưa thấy gì hết cái hopper nè rồi và tới đây thì chắc chắn có nhiều bạn sẽ nói này đi qua địa ngục đào thiếu gì sao phải làm gì chi cho nó cực khổ chi vậy cái này là chúng ta đang coi tại sao nó lại cho cái cục này để làm gì rồi sao không cho nhân đôi lên hay là cho nhân ba nhân bốn gì đó lên xài chó đã còn đi qua địa ngục đào này không có gì để nói nữa hết trơn hết á giờ ta sẽ bỏ lên trên đây cho nó xử lý hết cái phần này luôn đi cục cũng không nhân đôi được mà đi đào còn nhanh hơn á đi địa ngục đào nhanh hơn nhiều và bây giờ à, mình sẽ cần phải có thêm à, một vài cái comparator. Nghe quen quen chưa? Comparator. Đồ của vanilla Minecraft đó. Chúng Ta sẽ làm à, 6 cái. nhưng đem chảnh gì vậy. 6 cái. Mình sẽ để dư lại một cái uh, cái torch và bấm comparator. Chờ xíu cứ bình tĩnh. Thêm một cái nữa. Ta sẽ có hai cái. Rồi hopper gì này nọ là chắc chắn phải có thêm rồi nè Chạy qua đầu bên đây Thì mình đã đào ra một cái khu vực ở đây Chỗ này chắc sẽ cần phải mở ra thêm miếng nữa đó Chúng ta sẽ có một cái thùng ngay tại đây Bây giờ để ấp gỗ xuống bên dưới nhìn cho nó đẹp ấp gỗ xuống Rồi để em này xuống Cái thùng ở đây Ở đây thì mình sẽ làm một cái lò nấu gà Và cái vấn đề quan trọng Đầu tiên á là thiết kế này nó có hoạt động đúng trăm phần trăm nha mong đợi hay không thì làm xong mới biết và cái thứ hai chúng ta đang chơi phiên bản là Bedrock Edition nha bà con nếu bạn nào mà sử dụng cái thiết kế này cho cái bản Java Edition á thì chưa chắc nó sẽ hoạt động đúng được đâu nha cái này là thông báo trước rồi đó rồi ở trên đây mình sẽ cần phải có thêm uh, mấy cọng chỉ để mình thả mấy bé gà lên á chúng ta sẽ làm chỗ nấu mấy bé gà nữa Ta sẽ... ôi còn có 6 cộng chỉ à 6 cộng chỉ rồi sao đây này phải đi cho ăn tiếp qua bên kia lấy thêm chỉ mấy bé tầm đã cho thêm chỉ Bây giờ mình sẽ làm thêm ở đây là hai cái thôi không cần làm nhiều ta sẽ được 3 tấm thảm giờ ốp cái này lại ốp lại luôn Ống bên đây xuống chỗ này là xong rồi đó đẹp rồi đó cái cửa này để mình đi ra đi vô mình cho mấy bé tầm ăn và hồi nãy mình cũng cho ăn nó còn sót lại mới chỉ nè với lại còn sót mấy cái phần uh, nấm mushroom và ta được năm chục cục kẹo dẻo và tiếp tục đi qua bên này Giờ để xuống đây rồi giờ mình sẽ cần phải có hai cái dispenser bỏ cây này đi gắn vô trong đây ồ uh -oh. khoan 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 gắn lộn thứ ở đây trước ở đây ở bên đó là cần phải có một cái hấp slab nghĩa là một cái miếng gạch á mà miếng gạch thì tất nhiên là ta sẽ xài miếng gạch đẹp như thế này rồi thường này mình chơi miếng gạch này không à mình rất là thích cái loại gạch này ha rồi ta sẽ nhảy qua bển gắn lên trên đó gắn lên trên đây khi ta vô đây là có chỗ mở thùng lên có thể lấy đồ được giờ chỗ này hơi tối một xíu thắp sáng hai bên lên trước rồi từ từ trang trí sau cứ làm xong xuôi hết đi ở phía trước này á nếu mà muốn đơn giản nhất á là ta có thể để được miếng kiến ta có thể nhìn thấy các bé gà đang đứng ở đây nè cái nguyên lý hoạt động của hầu hết tất cả những cái lò nấu gà tự động á là bé gà sẽ đứng ở ngay đây và bé gà nhỏ nó lớn lên thì nhâm thạch nó nhả ra cái nó xử lý mấy bé gà lớn thịt thì nó sẽ chạy xuống bên này hết rồi một thùng này có đủ không có thể chúng ta sẽ phải thêm một thùng nữa. Tại vì à, gà nếu mà nó xử lý liên tục đó, là một thùng nhỏ này không có xi nhê gì hết á. Nếu mà đẩy vô trong nữa thì không đẹp ha. Giống như bên đây nè. Nó vừa sát ở ngoài đây thôi cũng được. người ta để cái thùng vô rồi nó sẽ nằm một trong hai bên thôi. Không có vấn đề gì luôn. Giờ mình mở rộng ở phía sau một cái. Đây sẽ là thiết kế Chicken Cooker hay là cái lò nấu gà tự động trăm phần trăm luôn nha đối với phiên bản bedrock edition thì ở đây nhìn rất là đơn giản ta sẽ có hopper đi vô cái thùng rồi sẽ có một cái dispenser ở dưới để bắn trứng dispenser ở trên để nhả nhâm thạch và cái thùng này á, là để chứa trứng nè trứng nó sẽ chạy từ trên này xuống mấy bé gà sẽ đứng trên đây Bây giờ mình gắn thêm cái miếng này lên nữa để mấy bé gà đứng lên trển bên dưới là redstone cực kỳ đơn giản luôn to này comparator để vô cái hopper là để nó tìm coi nếu có độ chạy ngang qua thì nó sẽ phát tín hiệu phát tín hiệu vô trong cái repeater để đẩy tín hiệu đó lên đưa vô cái khối này đưa qua đây nhưng mà ta phải bật cái này lên nha bình thường cái comparator là nó giống vậy nè nó sẽ là cái chế độ để nó xác định coi có độ không thì nó sáng đèn độ ít độ nhiều nó sáng cái phần Rector nó mạnh hơn khi ta bật cái này lên á nó sẽ chạy ngược lại thay vì nó cộng thì nó trừ đó giờ mình phải bấm này lên cái cho vô cái khối này thì nó có tín hiệu vô khối này cái ton này sẽ sáng và nó cũng sẽ đưa một cái đường ra cái tay này luôn giờ cho coi một phát năm cái nha ồ không phải bảy cái này phải là từ phía trên này Đứng vô đó bắn liên tục luôn thì ta phải phải bao chỗ này hết bao lại hết tự động trăm phần trăm và các bé gà sẽ được đưa lên đây ngồi và bây giờ bao cái này lại bao lại bao lại mà bây giờ ví dụ như bao chỗ này lại thì cái thùng đó nó có chạy không đó một vấn đề nữa ta cần phải kiểm tra đâu để quăng vô coi vẫn chạy không sao hết tại vì á, cái thùng này mà không mở lên được nhiều khi nó không chạy nữa thì mất công lắm nó vẫn chạy ha nãy giờ mình quăng vô đây nè đó thấy không ở chỗ mình mới để nước thôi mình không có để nhâm thạch à ta cần phải đổi lại nhâm thạch à, thì ta sẽ cần phải bỏ mấy cái phần gỗ đi chứ để chở nó cháy hết trơn luôn á đâu có xài được bậy quá không có chơi gỗ được nha lửa đó có lửa mà chơi gỗ <laughs> Cháy nhà luôn á chứ giỡn rồi bây giờ mình về mình lấy thêm mấy cục ender side đi ở đây á là phần chơi stone block cho nên mình muốn giữ cho nó có cái phong cách nó sẽ là vừa có gỗ nó sẽ có thiên nhiên một chút với lại nó cũng sẽ có thêm được một cái phần nó liên quan đến chữ stone block á, là đá nó sẽ có đá trong này nữa chạy qua bển ta sẽ gắn mấy em này lên 32 cục gắn vô trong đây ở gắn vô hết thôi à các bạn để ý á, là khi nó bắn ra là tự động nó bắn theo cái phần nhâm thạch luôn á hay là cái phần nước ở đây nè Nãy chỉ là biểu diễn coi trước thôi rồi từ từ bình tĩnh chúng ta sẽ ốp chỗ này lại ốp hết chỗ này lại giờ mình sẽ cần phải ốp chỗ này lên phát cần có cái trap door trap door tại cái này luôn cũng được tại cái này thì không nhìn vô bên trong được mình muốn sạc cái nào mà nhìn vô bên trong được á để chạy vô chúng ta sẽ làm cái tháp đo làm bằng gỗ sồi gỗ sồi là nhìn vô bên trong được nhìn vô trong để thấy được còn mấy bé gà ở trống không hay mấy bé gà đã đi đâu mất tiêu rồi khoan cái nữa chúng ta sẽ cần phải lấy thêm hột giống mấy bữa mình dắt gà đi cho nó chính xác luôn nhiều khi cầm hột giống rồi hả chúng ta bấm bấm hồi mấy bé gà không chịu chạy theo nữa phiền lắm bữa nay là chơi hột giống ha để lên trên đây Cắn cái này ở nửa trên nửa trên gì nè trên này á thì chịu khó thắp sáng lên thêm thôi đuốc cắm vô cắm vô cho nó sáng ở mặt tiền chưa xong đâu mặt tiền ngay tại đây chúng ta cũng sẽ cần phải ốp lên nữa nó còn ngoài đây nữa nè ở đó là mình chặn ở phía trên trước Rồi phải đập cục này ra Đập cái này ra Rồi đó Nhìn mọi thứ có vẻ ổn Hấp sáng chỗ này lên Ta để cục ở đây cục ở đây Nó thấy gì bên trong luôn Vậy mới được Đâu có cần thấy gì bên trong đâu Và kéo cái này xuống Mình cũng không cần phải thấy bé gà ở đây nữa mình biết là mình có thể mở được cái thùng này lên thôi là được rồi ok ăn đồ ăn một cái chúng ta sẽ cần phải đặt cái scaffolding để mình leo vô chỏng ê thành luôn á không có siêu thích tập là mất miếng kiến rồi ấp uh, lên dày rồi gà đâu bỏ vô <laughs> căng lắm à đúng không ấp lên dày rồi sao bỏ gà vô được giờ đơn giản thôi tập này ra một cái chúng ta sẽ che lại chỗ này mình sẽ đẩy mấy bé gà vô luôn tập ra một cái rồi còn bỏ mấy tấm slab nhà luôn rồi thiệt tình luôn á bây giờ ở đây nó hơi khó khăn chút xíu nếu mà bạn không muốn chuyển gà lên á thì cách đơn giản nhất á là lấy trứng đập vô trống đập trứng kiếm gà. Còn tại vì mình đã có gà rồi. Cho nên mình phải chuyển gà lên. Chúng Ta chuyển gà lên mấy căn nè. Chuyển gà lên nó chạy lông nhông nữa. Nhiều khi nó chạy nó rớt ra ngoài đây. Điều không ai muốn. Rồi nó chạy nó rớt ở trong đây. Hy vọng là nó không rớt. Rồi vô. Hello. Hello mấy bé à, để coi coi mấy bé có đi theo mình không nha tổng cộng ta có 6 bé gà ở trong này rồi đi theo không đi theo nha đây dẫn đàn gà đi lên đây mấy đứa lên đây lên đây lên đây lên đây đúng rồi đó em đầu tiên chúng ta sẽ đẩy vô trong này <laughs> đẩy vô hơi khó thấy không nó còn đứng ở trên cái rìa Wow Thật là căng quá đi Đúng là căng thẳng thiệt ơi ơi coi chừng Rồi bỏ cái này đi ơi rồi xong em gà rồi Ôi, gà, ơi gà ơi Gà 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 Bởi vậy Đó là một trong những lý do Mình rất là ghét mà Khi mà Sử dụng uh, Nhiều khi sử dụng hột giống Hay là lúa mì này nọ đó chúng ta cần chỉnh sửa gì đó nó rất là khó khăn bây giờ con gà nó nó đứng sát trong đó quá rồi phải đi kiếm mấy con gà khác nữa cái bé Lucky á hả không biết đi đâu rồi hãy à, chém chúng biết bé nào nó thật là tội nghiệp nếu mà chúng Lucky là không vui chút nào rồi em đó biết á tự động nhảy lên thì đi vô luôn con còn mấy đứa kia đâu ừ Đi ra đây Rồi tôi nghi lắm chém chúng Lucky rồi Lucky ơi Thôi xong Lucky rồi Lát nữa có một phút mặc niệm cho Lucky nha bà con Rồi leo lên leo lên con Leo lên Đúng rồi đó Leo lên nó đẩy xuống luôn nè Vô trọng Trứng đầu Đập Không có cái nào hết trơn hết á Và ở đây nó hơi tối chút xíu Hơi tối À, mình sẽ thắp sáng lên ơi còn một em nữa lucky phải không lucky lucky lên đây con ơi Đừng lucky đi luôn rồi chứ ở trong cái chỗ đó nó hơi tối để lát nữa mình thắp sáng lên rồi đẩy lucky vô trong này cái đã ok ta sẽ có mấy bé gà còn cái thùng ở dưới cùng á một cái thôi cũng được nữa một cái là nó cũng đẻ đàn đóng luôn rồi mà làm vậy á thì mình sẽ không có trứng ha nếu mà muốn có trứng chúng ta sẽ cần phải có một cái chỗ khác để có trứng cái đó thì giải sử còn trứng đây nè không lẽ đập mớ trứng này không ra được cái nào và bây giờ cho mấy em đó vô trỏng rồi chúng ta đem cái thịt gà này nấu lên luôn đi bỏ vô đây nấu bây giờ mình sẽ cần phải lấy thêm một cục đá tỏa sáng đi chúng ta chơi sang luôn chơi đá tỏa sáng luôn á cây cục này luôn nè mình để lên phía trên đó cho nó sáng trưng luôn ở trong thực tế thì không cần thắp sáng làm gì đâu không có con quái nào xuất hiện được nhưng mà nếu muốn sáng thì cứ gắn vô ở để quyền cục này lên đây luôn không sao hết đó có trứng ra rồi đó giờ để mình coi một em nữa hai em ba em rồi không có nữa thì thôi ta sẽ chặn lại cái Xong xuôi Ở phần này ta đập ra Giờ mình vô mình đập thêm 16 trứng nữa Rồi lấy cái này lên Để vô Cứ đập từ từ thôi Trúng được em nào thì trúng Được một em hai em Hôm nay là ngày 125 luôn rồi Rồi xong xuôi đóng lại Không đập nữa ở đây ở đây không xuôi ha ở đây bây giờ để cục này lên bây giờ để miếng kiến lên đây á thì cần phải che chỗ này lại một cái nữa ở bây giờ muốn đẹp quá đơn giản ui ha tưởng té chứ rồi leo lên đây bây giờ để miếng kiến đặng nhìn lên phía trên đó còn không thì khỏi kiến ốp lại luôn giống vậy cũng được không sao hết trơn hết á và cũng đang sẵn có cái phần này rồi chúng ta sẽ trang trí cái bề mặt đó vô luôn. Mà nó hơi tối ha. Cắt đập cục này ra để miếng kiến lên đi. Cho nó sáng lên luôn. Chúng ta tận dụng được thêm một cục đá tỏa sáng ở trong nữa. Đó nè, nhìn đi. Rồi bây giờ trứng đập ra thì hên xui mới có được bé gà con nha. Từ từ nó lớn lên á thì cái đợt bắn trứng kế tiếp sẽ xử cái con gà lớn đó. Và mình cần phải có thêm mấy cái cầu thang Ta lấy cầu thang và cần có thêm root trap door, Trang trí cho nó giống những cái phần còn lại Cái đó là cái tông của lần này Cho nên lên là phải làm cho đầy đủ luôn Điệt Tình luôn Đây Ta sẽ cần phải nhìn vô cái góc Trap door đâu Trap door, root trap Để vô, Cắn vô để leo lên gắn ở trên luôn đi Ở trên này nó cao Có gắn hơn Rồi xuống dưới Tập này ra nữa là được Gắn đây đây và đây 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 và đây Che lại một cái Đó Vậy là nó sẽ đẹp luôn Giống như bên kia Nói tóm lại trong ngày hôm nay thì các bé tầm cũng có nhà mới Và các bé gà cũng được đưa lên nhà mới À, cũng có luôn cả hệ thống tự động xử lý gà để mình có thịt gà ăn luôn còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây và các bạn trong tập kế tiếp bye bye